Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Thì hôm nay bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác một cái lô loa 3G audio full 40 có model là VKF 15. Audio thì các bác đều biết đây là công ty mẹ của cái thương hiệu nổi tiếng hiện nay trên thị trường, đó là B3. Thì do hôm cái dòng loa này, thứ nhất là về cái dòng hàng bãi của nó hiện nay nó cũng khá là hiếm. Thứ hai là được rất nhiều những người yêu chuộng, người ta săn đón, cho nên mà cái giá nó khá là cao. Và trước khi đi chi tiết về cái lô này thì em cũng nói luôn rằng cái giá bán của cái lô sản phẩm này là 14 triệu 500 ngàn đồng một đôi các bác nhá. 14 triệu 500 ngàn đồng một đôi loa full 40 3G audio VKF 15. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết cả toàn bộ về nó. Thì cái lô này do nó là toàn bộ của nó là làm bằng sơn sần, cho nên mà có những cái vết nó chảy xước gì thì bọn em đã xử lý rất là đơn giản. Nói chung là đảm bảo là loa về đến tay các bác là sẽ là rất là đẹp đẹp, thậm chí là đẹp long lanh. Tại vì là trong quá trình vận chuyển, trường hợp mà nó có một số các cái điểm chảy xước như thế nào thì bọn em sẽ phun lại. Như cái chỗ này là bọn em chưa phun này, đấy, nó sẽ phun lại, nó sẽ giống như thế này luôn. Thì bọn em sẽ phun sần lại những cái điểm như thế này. Thì cái thùng như thế này thì nó đối với bọn em thì là dân trong nghề thì nó quá là đơn giản, không có gì là khó khăn cả. Thì tổng thể em sẽ đảm bảo cho các bác là hàng đẹp. Cam đoan là hàng đến tay các bác sẽ là đẹp các bác nhé, không có phải lo là cái chuyện là hàng xấu ở đây. Các bác chỉ cần quan tâm là nó có hợp túi tiền và nhu cầu của các bác hay không. Thì phía sau của nó đây, chạm loa của nó, chạm loa tên của nó là VKF15 3G audio đấy các bác thấy. Đây công suất là 350W, công suất làm việc 350W, tần số hoạt động của nó là từ 45Hz đến 20K, độ nhạy là 98 decibel và khắc chữ là 8 ohm. Khi đọc những cái thông số này thì chúng ta sẽ có thể nói lên được cái điều gì. Thứ nhất là công suất của loa, 350W là một cái công suất tiêu chuẩn của dòng loa bass 40. Công suất này thì dòng B3 thì xưa nay chưa bao giờ là công suất khẩu khủng cả. Công suất như thế này là công suất tiêu chuẩn. Như các bác biết là như bass 30 của B3 thì nó chỉ có 250W thôi ạ. Bass 40 thì nó sẽ là 350W, tức là công suất tiêu chuẩn của hiện nay của dòng full 40 thì nó là như thế. Về độ nhạy 98 decibel thì đây là một cái độ nhạy khá là cao, khá là cao. Khi có cái độ nhạy cao như thế này thì các bác sẽ được lợi những cái gì? Lợi cái thứ nhất đó là cái tiếng âm, chất âm ra nó sẽ chi tiết hơn. Tức là độ nhạy cao, tức là cái độ chi tiết của cái âm thanh nó sẽ nâng lên. Và thứ hai là một cái lợi nữa là đẩy không cần khỏe vẫn đánh được con loa này. Nếu như độ nhạy thấp thì phải đẩy mạnh thì chúng ta mới đánh được, cái tiếng nó mới thoát ra được. Tuy nhiên độ nhạy cao thì chúng ta không cần. Và một cái điều nữa là cái tần số hoạt động của nó được xuống đến 45Hz thì chúng ta nói lên được cái điều gì? Nói lên được rằng đây là con loa này, cái tiếng bass của nó phải nói là khủng. Em khẳng định cái tiếng bass của nó, khi mà em đã test thử cái loa này ở sân nhà em, một cái không gian nó tầm trên dưới 100m, nhưng mà cái tiếng của nó đánh phê, phải nói là cái tiếng bass của nó thì khủng khiếp luôn, phải nói là khủng khiếp, cực kỳ là uy lực của đối với cái dòng này. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết cái phần nội thất của nó cho các bác xem rồi nhá, phần bát loa, tép loa và phần tần. Đây trước mặt các bác đây là một bộ bát loa, tép loa mà em đã tháo thùng ra để qua giới thiệu các bác. Thứ nhất là về cái tép loa này cực kỳ là khủng khiếp luôn. Tép loa này là tép từ 17 các bác, từ 17 thôi nhá. Tép này thì cực kỳ là khủng. Đối với cái tép này thì cái điều em sợ nhất là gì? Sợ là khi vận chuyển. Tại vì thứ nhất là các bác thấy là cái củ tép nó cực kỳ là khủng, nhưng cái cổ của nó là hơi bị mỏng. Đấy, hơi bị mỏng, cho nên mà chúng ta dùng lúc khi vận chuyển chỉ sợ nó quăng phát là sợ nó gãy cổ đây. Mà cái này là vận chuyển hàng bưu điện này em rất chi là sợ, đấy, sợ cực kỳ luôn đấy. Đấy. Và cái tép loa thì xịn rồi, không có gì để chúng ta nói cả. Trên cái thùng loa này, cái này thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết ra những cái điểm hàng xịn của loa đặc trưng của 3G. Nhưng cái nơi cái tép thì chúng ta dễ nhận nhất, thế đây nhất là cái số series của đây. Em đang bật led thì nó hơi bị chóa coi nhá. Số series của hãng B3 3G thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ in cả trên bát loa và tép loa, nó đều rất chi là rõ. Tuy nhiên là nó không có đậm, nó không có đậm nét một cách thô lỗ hoặc là ấy. Đây nó thấy là nó in rất chi là rõ nhưng mà không động các bác ạ. Đấy thì các bác có thể là so nhìn sang cái hình bên cạnh là chúng ta biết là hàng nhái không, là chúng ta nhìn thấy cái hình bên cạnh, hình bên cạnh này đấy chúng ta sẽ thấy những cái hàng nhái mà em làm ví dụ đấy nhá. Thì đây số hàng xịn của nó sẽ như thế này.
nó rất chi là rõ, một cái phông chữ đặc trưng, không phải đậm không phải nhạt, nó đủ nhưng mà nó rõ ràng. Và cái keo này, cái keo từ gắn từ loài chúng ta sẽ, nếu chúng ta dọi ánh sáng vào nó sẽ hơi hơi hồng hồng nhạt đấy, đặc trưng của dòng B3. Nó nếu như chúng ta mà keo màu sữa trắng sữa thì không ấy, nhưng mà keo này là dạng keo trong, nó trong nhưng mà nhìn qua ánh sáng nó hơi hơi hồng đấy, chúng ta thấy nó không không phải là dạng keo đục hoặc là keo đen giống như những cái hãng khác, là keo trong các bác nhé. Đó là cái bát loa. Bát loa của nó thì đây chúng ta sẽ thấy những cái đặc điểm đặc trưng của hàng B3 hàng xịn là, nó thứ nhất là từ cái dâu loa. Cái dâu loa của nó thứ nhất là dâu nó là phải là dâu đen như thế này, dâu nó bọc lớp nhựa đen và ngoài ra nó sẽ có một cái những cái chấm đen là như thế này. Đấy. Thứ hai nữa là chúng ta để ý rằng cái keo, cái đây là cái keo dưỡng gân loa này, sờ nó sẽ dính dính đấy, các bạn thấy không? Nó đang ướt ướt đấy. Cái này thì là nó sẽ bôi, tức là nó sẽ bình thường hàng V3 nó sẽ cái gân nó vàng ở đây, nhưng mà tôi nhìn nó sẽ bôi chớm lại một tí như thế này, nó rơi vào tầm khoảng 1 cm. Nếu như không bôi thì cũng là hàng nhái, bôi cao lên tút lên như đây cũng là hàng nhái các bạn nhá, nó phải đủ như thế này. Và cái dòng keo này thì là cũng nói luôn cho các bác, đây là cái keo giữ gân, nó không bao giờ khô, nó luôn luôn ướt như thế này. Nhiều bác rất chi là buồn cười khi mà bán cái loa về thử xào cái này thấy dính rồi, loa này làm mới làm lại sau keo chưa khô. Xin lỗi các bác, là các bác mình gửi bưu điện lúc khi mà các bác nhận đến được tầm 1 tuần rồi, chẳng có cái keo gì mà nó không khô được cả. Cái keo này keo giữ gân, nó không bao giờ khô, nó luôn luôn ướt như thế này. Đây chúng ta xào nó dính này, mà cái này là hàng bãi, chắc có lẽ phải mấy năm rồi còn không khô được, các bác có lấy sấy không mà được rồi. Đấy thì đây côn loa, dòng này là côn 76, các bác 340 côn 76 này, cực kỳ đấy. Thì bây giờ em sẽ quay luôn cái nội thất của nó, cái mảng loa nữa để em đặt cái này. Cái tép này khủng lắm, cái tép này tép kinh khủng luôn, nhìn là kết nhất là cái tép của cái dòng loa này ấy, nhìn nó kinh khủng. Về 3G thì chúng ta đều biết B3 thì nó hay và nó nổi tiếng và gọi là cực hay là do thứ nhất là cái mảng loa, tức là cái tiếng chung và tiếng tép của nó là cực kỳ hay. Nói chung là dòng B3 thì tiếng cực kỳ là sạch và tiếng đẳng cấp luôn đấy. Tuy nhiên cái dòng này nó lại ngoài tiếng chung tiếng tép nó hay nên là tiếng bass của nó cực kỳ là phê luôn. Cái dòng này các bạn thấy là dòng gần 36 ấy, bác ơi nhá, gần 36 này. Đấy. Gần 36. Đây. Rất chi là đẹp. Màng đây là màng B3, nhìn là biết rồi này. Màng của B3 xịn đấy, là nó đặc trưng như thế này biết. Ngoài ra chúng ta sẽ có dễ nhận dạng biết là nhất là cái đè đây này. Các cái đè và gân xung quanh này. Nó là sẽ là bằng giấy các bác nhá. Đằng trên nó có một cái lớp lớp mút, nó sẽ dán phía trên này, còn đằng dưới nó giấy. Chúng ta thể để ý các dòng B3 nó đều làm như thế cả. Về phía trong thùng loa, trong thùng loa này chúng ta sẽ nhận thấy nhất là keo từ bông tiêu âm, một lông chuột không thể lẫn đi đâu vào được, mà cũng không đặc trưng của B3, chỉ có hàng nhái nó mới làm thế này chứ còn không, chưa thấy hàng nào mà cũng có cái bông đặc trưng như thế này cả. Phân tần của nó, phân tần đặc trưng của B3, phân tần B3 thì nó rất chỉ là hay. B3, dòng B3 nó làm cực hay luôn. Chúng ta để ý rằng là những cái dây điện này nó cũng đều là có cái bông tiêu âm, nó bọc hết, nó không có để trần đâu á. Trên cái phân tần của B3 luôn luôn nó sẽ có một con sò, con này là con giống như con IC, con sò này nó sẽ có nạp chương trình vào đây các bác, con này nó sẽ nạp chương trình vào đây. Cái con này nó có tác dụng là nó sẽ bảo vệ khi tép, khi tép mà quá công suất thì cái con này nó sẽ hoạt động mà nó ngắt, nó không cho công suất ra lò để tránh trường hợp là nó cháy lò thép. Thì cái con này là nó sẽ chạy chương trình rất như bình thường. Ví dụ như cái con này mà hư các bác sẽ không lấy một con khác có thay, sẽ không chạy được. Chúng ta phải chạy chương trình cho nó, tức là phải nạp chương trình vào cho nó thì nó mới chạy các bác nhá. Thì con cám này nó sẽ là dập xung này. Đấy, con cám này nó sẽ là dập xung để mà tăng khi qua cái phân tần này là cái quần cá đây nó sẽ dập xung, nó đưa cái tần số lên cao này, nó xuất ra loa thép các bác nhé. Những cái quần cám này nó có tác dụng là như thế, nó là cái dập xung. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là nó có những cái con chở con tụ này thì nó có tác dụng là nó lọc tần số, nó tách tần số ra để nó đưa ra loa thép các bác nhé. Đấy. Và ngoài ra
Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy ở trên thùng loa đây cái tép nó to, nhưng mà nó cũng không, nói chung là em cũng nói thế thôi, nó cũng không sợ nó vỡ đâu các. Nó có một cái này thì nó đỡ cái loa tép rồi. Cái loa tép nó sẽ nằm ở trong cái miệng, cái lỗ tròn tròn này thì nó sẽ đỡ, tránh cái trường hợp là bị gãy cổ. Tuy nhiên là cái loa này thì nó khá là nặng và vận chuyển thì cũng khá là, nếu như chúng ta vận chuyển thì khá là cồng kềnh. Em khuyên các bác chân thành rằng là thứ nhất là khi mà mua những cái dòng loa này, mua những cái loa này thì các bác nên vận chuyển bằng xe. Thứ nhất là nó an toàn cho cả bên em và cả bên các bác, nó tránh những cái rủi ro không đáng có. Thứ hai là gửi bưu điện thì cái này nó là khá là cồng kềnh mà chi phí cao, vận chuyển nó chỉ sợ là trong quá trình vận chuyển nó sẽ bị hư, cho nên mà các bác nên cân nhắc cái đường hướng vận chuyển sao cho nó hợp lý. Vừa rồi là em cũng đã trao đổi qua giới thiệu toàn bộ cái lô hàng này, thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng mình em nhé, số điện thoại ngay phía dưới màn hình ạ. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.